Hello, xin chào các sói gần xa. Nhân tạo một bộ không khí sói nổi trong làng xã cũng như đáp ứng những nhu cầu hát hò cho các sói. Anh đi sắc em vào lúc tối nào. Chúng ta đã có một event hát cho mọi người rồi đây. Thời gian nhận bài dự thi sẽ từ hôm nay cho đến ngày 1 tháng 3 2024. Điều kiện tham gia là viewer của Kofuku đã đăng ký kênh Kofuku Channel và tham gia kênh Discord Thần Giả 2.0. Cách thức tham gia: gửi bản ghi âm MP3 hoặc video MP4, bạn hát vào kênh bạn hát câu nghe. Tiêu đề file yêu cầu bao gồm tên bạn, xếp gạch tên bài hát, xếp gạch 00 nếu hát chay, hoặc tên bạn, xếp gạch tên bài hát, xếp gạch 01 nếu bạn tự chơi nhạc cụ. Ví dụ Kofuku, xếp gạch sầu tiếng thiệp hồng, xếp gạch 00, hoặc sói điếc bự, xếp gạch xem Mon Sakura, xếp gạch 01. Giải thưởng được tài trợ bởi phú ông Ikawasara. Một giải nhất bao gồm 150.000 đồng và rô đặc biệt giọng ca vàng trong thần xã. Giải nhì gồm có 80.000 đồng, giải ba 50.000 đồng. Thể lệ bài dự thi phải là a cappella, hát chay, không được sử dụng beat trên mạng, có thể tự chơi nhạc cụ tùy theo khả năng. Giải thưởng sẽ được công bố trực tiếp trên stream. Nếu không có mặt, giải thưởng sẽ được trao cho người có số điểm gần nhất tiếp theo. Bài dự thi phải đảm bảo chính chủ, tự hát, tự nộp và tự đăng ký. Chỉ nhận bài dự thi đơn ca thôi nha. Trong trường hợp phát hiện gian lận, thí sinh sẽ bị hủy giải và trao cho người khác. Cầu Phương Cương hoan nghênh tất cả mọi người cùng tham gia, không phân biệt hát hay hay dở. Event chủ ý để tạo niềm vui tiếng cười cho mọi người, mong mọi người tham gia với tâm thế hoan hỷ, lành mạnh nhiên.